Đây là con Sony Sony gì nhỉ? 1037K của bác gửi đã khá lâu rồi. Con này bị nặng dã man các bạn. Đây để em cho các bác xem này. Nó nặng thì thôi, lại còn kiểu như là không có linh kiện của con khác nó bù sang nữa, thành ra là em để rất lâu rồi. Chưa kể mấy con của bác đấy gửi nó đều toàn kiểu kiểu như thế. Đấy. Cho nên là em rất là ngại làm, cho nên có lẽ là em phải gửi lại cho bác đấy. Đây, đây bật lên radio này các bác xem này. Radio thì gạt cái này chả có thay đổi gì luôn, gạt bằng AM FM nó vẫn có tác dụng chứ không, nó không phải hỏng cái này. Gạt như vậy nhé các bác nghe đấy, gạt vẫn thấy nó có tác dụng, nhưng mà cái tín hiệu âm xì ấy, nó không thay đổi gì nào. Nó gần như là bị hỏng cái này ấy, nhưng mà không phải là hỏng cái này, toàn là cái bệnh nó rất là quái luôn đấy. Có thể các cao nhân nào các bác biết thì các bác chỉ giáo em ấy. Em thì chịu. Đây các bác nghe này, các bác nghe tín hiệu loa nhé. Đây, em đang cho tín hiệu lên hết cỡ này. Đây. Đấy. Đấy, gạt các băng tần AM FM thì nó vẫn có tác dụng, nhưng mà nó không thay đổi cái tín hiệu âm thanh. Đây. Thì tất nhiên là radio nó không có rồi. Đấy. Không có tín hiệu gì cả. Còn chưa kể băng. Băng này, em gạt xuống băng này. Băng bấm không có tín hiệu ủ xè gì, không có điện vào băng luôn. Nó hỏng rất là quái luôn đấy. Em chả biết là hỏng chỗ nào luôn. Chịu rồi. Con này bó tay rồi. Tại vì em không có kinh nghiệm về cái con như thế này. Đấy, để tức là để sửa nó thì mất rất nhiều thời gian thôi, có lẽ em phải gửi lại cho bác. Bác nào đủ kiên nhẫn sửa thì đủ. Em không có nhiều thời gian để mà nghiên cứu những cái vụ như thế này đâu. Điện không vào motor này. Đấy, chưa kể vào nó còn méo tiếng như thế nào nữa. Bộ cơ này thì cũng nản luôn này. Đấy. Cơ này mà trượt bánh răng thì thôi, không có bánh răng thay luôn. Nó gần như là cái gì nó cũng nó cũng rất là chống lại cái sự khôi phục của mình ấy, thành ra là rất là nản các bạn. Như này thì đã sửa một cái radio này không thì đã không muốn làm rồi, chứ đừng nói đến băng cơ các kiểu kia luôn. Cơ điện đã không vào nha, cái này còn chuyển không có tín hiệu nha. Đấy. À, trong khi đó cái điện ấy các bạn, cái củ điện của nó này, để đấu được như này thì các bác phải nối dây này, nối dây từ mảng này sang mảng này. Tại vì khi lắp vào cái vỏ của nó thì nó mới hai mấy cái cực điện nó chạm đây. Chạm vào đây này, đây, hai cái bản điện này, 9V này, các bác nhìn thấy không? Hai miếng này. Đấy, một số dòng Sony nó có hai cái kiểu này. Cho nên là khi các bác mà tháo ra sửa ấy là phải đấu dây như này thì nó mới câu điện từ đây sang được. Đấy. Thì nó dùng của nguồn điện của nó thì chuẩn hơn. Nguồn điện thì tất nhiên em cũng có riêng thôi, nhưng mà đấu chắc nó mệt ạ. Tốt nhất là dùng riêng của nó. Đấy, có vấn đề gì thì mình còn phát hiện luôn. Đấy, chứ nếu em đấu nguồn riêng thì về nhà các bác thì các bác lại có vấn đề gì về cái củ nguồn này ấy, thì nó lại cũng không được. Ví dụ bị ù một tí thôi, nó cũng thành lỗi. Đấy, cái đồ này nó như thế. Cho nên là em làm cái video clip này để cho các bác biết những cái con bệnh như này rất ngại. Khả năng này không biết, em không biết là có làm được không, tại vì nó mất rất nhiều thời gian, em không có thời gian mà ngồi vào. Thời gian ở đây có nghĩa là không phải là rảnh mà ngồi vào, các bạn phải ngồi làm tù tì từ đầu đến cuối luôn thì chúng ta mới nhớ để mà làm được, chứ em không thể một lúc rảnh em lại ngồi vào xong lại bận em làm việc khác. Thì xong lúc rảnh em lại ngồi vào cứ như thế thì chúng ta không làm được việc đâu. Tại vì cái này nó yêu cầu tập trung rất là cao. Với lại em tính em là cũng hay quên lắm, làm dễ quên lắm, thành ra là không thể làm như thế được. Đây chưa kể là có thể là thợ khác cũng động vào nữa rồi nhé. Đây cái bạch này, em cũng nhìn những con đai này em rất ngán làm luôn. Cho nên là có lẽ là phải gửi lại cho bác đấy thôi. Cả một con KW75 nữa.
Còn KW75 này thì điện cũng không vào. Điện, à, điện điện vào nhưng không có tín hiệu. Đây, có lẽ là em gửi lại cho bác ấy cả hai. Mà số bác này không hiểu sao toàn gửi mấy con toàn bị như này. Rất là bệnh nặng khoai. Rất nhiều bệnh luôn. Thành ra là không rất là khó sửa, mất rất mất nhiều thời gian. Ok, xin chào mọi người.